bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tình lặng, tiếng mõ xua bóng tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tình thức. Thầy Thích Minh Tuệ 36 tuổi vào chùa tu 2 năm, đến năm 2018 là thầy 38 tuổi. Thầy bắt đầu rời chùa đi pháp thực cho đến nay là 42 tuổi. Trong 2 năm ở tại chùa, từ năm 2016 đến năm 2018, thầy vẫn có dùng điện thoại, có trang Facebook cá nhân để liên lạc với người thân và gia đình. Thầy vẫn trả lời câu hỏi khi bạn bè hỏi. Vào tháng gần cuối năm 2018, trước khi quyết định đi pháp thực, thầy để lại hai bài đăng cuối cùng trên trang Facebook cá nhân để giải thích cho bạn bè và người thân hiểu vì sao thầy đi pháp thực và giải thích thầy thực hành theo lời dạy của Phật Thích Ca như thế nào. Lúc còn ở tại chùa từ năm 2016 đến năm 2018, thầy nói chuyện với mọi người, thầy xưng hô bằng sư để muốn nói rằng thầy không còn là cư sĩ nữa, thầy đã đi tu. Cuối năm 2018, thầy không dùng Facebook nữa và vứt bỏ luôn điện thoại để lên đường đi pháp thực và thực hành theo lời dạy của Phật. Từ đó đến nay là năm 2024, thầy xưng hô là con với mỗi người và chúng ta có được thầy Minh Tuệ như bây giờ. Nhiều người còn thắc mắc về ta tại sao lại đi tu, có bị bệnh tật gì không, vì động lực gì vậy, hay có bị vấn đề gì không, tâm trí có bị rối loạn thần kinh gì không, thất tình không lấy được vợ, thất bại trong công việc, không có việc làm, không làm được mà ăn hay bị gia đình bỏ. Những thứ như vậy không đến với ta, mà ta đi tu ở đây trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo. Vì ta bị dục lạc thế gian dẫn dắt và chi phối nên ta phải làm nô lệ cho chúng nên khổ. Và từ đó ta bị khổ áp bức, ta muốn thoát khỏi khổ ách. Ta bị sinh già bệnh mất áp bức và chúng chi phối, ta muốn làm chủ sinh già bệnh mất và thoát khỏi sinh già bệnh mất, nên ta đi theo con đường của Đức Phật, học tập sống đời phạm hạnh vô thượng an ổn, thoát khỏi khổ ách. Sống phạm hạnh đó là cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo, sống đời sống thiểu dục chi túc, ít muốn biết tù, ba y một bát, thực hành hạnh khất thực xin ăn. Khất thực là nghề tệ nhất thế gian, ta với cái bát đi chỗ này đi chỗ khác xin ăn, còn ở thì ta ở nơi nghĩa địa bãi tha ma, nghĩa trang liệt sĩ, đền chùa miếu hoang, khu rừng đồi núi, nơi gốc cây, nơi bãi đất trống, nơi nhà trống, nhà bỏ hoang, ngoài đồng, những nơi thanh vắng, các bến bãi công sở, sống đời sống du tăng khất sĩ ngày đây mai đó. Đến nơi nào thuận duyên, ta cũng có thể sống lâu dài và khất thực xin ăn. Nếu bạn bè và người thân của ta gặp ta khất thực trên đường hay nơi nhà này hay nhà khác, xin cũng đừng thấy vậy mà xấu hổ, buồn khổ như vậy. Thầy đem lại bất hạnh cho mọi người. Nếu vui vẻ thì bố thí cho ta ít vật thực ăn chay, ta không nhận tiền vàng bạc hay vật quý. Nếu không bố thí thì cũng đừng chất vấn làm khó ta. Nếu trong khi ta đang tu học không may mất tại nơi nào, mọi người có nhận ra thấy người mất thì không cần báo cáo ai cả, không cần chôn cất gì, xin cho ít củi để khỏi ô nhiễm môi trường là được. Bài đăng thứ hai là thầy đăng vào ngày 22 tháng 11 năm 2018. Hôm nay sư chia sẻ đôi điều về con đường tu học của mình cho mọi người biết khỏi thắc mắc sư học đạo gì. Cái mà sư theo học là giáo lý vô thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 1. Bốn thánh đế: khổ, khổ tập, khổ diệt đạo. 2. Con đường thánh đạo tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định. 3. Ba bài phẩm trợ đạo: 5 căn, 5 lực, 4 vô lượng tâm, 4 bất hoại tịnh, 4 chánh cần, 4 niệm xứ, 7 giác chi, 4 như ý thức. 4. Lý duyên khởi, 12 nhân duyên. Đó là toàn bộ những gì sư đang theo học và thực hành để đưa đến khổ diệt. Thầy Minh Tuệ từng nói thầy chỉ là người học tập cố gắng sống đúng theo lời Phật dạy. Thầy không nhận làm thầy bất kỳ ai. Khi có người xin đi theo, thầy bộ hành về Hà Giang, thầy đáp: nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không đuổi ai cả. Việt Nam cũng không xa lạ khi thi thoảng ta vẫn gặp những vị sư vừa đi vừa lại trên quốc lộ. Hạnh Đầu Đà, khổ hạnh là một thực hành Phật giáo cũng quen thuộc và phổ biến. Mặc áo vá, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, cứ từ mọi tiện nghi và hưởng thụ.
khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà. Lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lặng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua, danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.